Nè ha, giờ lấy màu nước ra tôi sẽ chỉ cho mấy bà cách lên màu cho cái váy nha. Có phải bình thường là mấy bà quất đại màu lên như vậy không? Tô bất chấp luôn, nói chung là cứ tô sao cho kín hết cái váy là được. Kết quả ra sao thì chưa biết nhưng thường là nó hư đó. Đừng có vô tri nữa mà. Hãy nhớ một điều quan trọng trong màu nước đó là chừa sáng. Chừa tức là không có tô đó mấy bà. Nhất là khi tô mấy cái chất vải như là lụa, phi bóng, đồ là không có tô kín hết giùm tôi nha. Lúc nào cũng phải chừa lại phần giấy trắng như là tôi đang làm nè. Chừa lại một cái đường mỏng như vậy thôi nhưng mà nó cực kỳ lợi hại luôn. Nó sẽ làm cho cái chỗ đó trở nên sáng bóng lên rồi nó óng ánh luôn. Tin tôi đi. Mấy cái lớp màu đầu tiên thì đừng có lên ô dề quá, cứ nhạt nhạt như vậy thôi. Khúc này thì tôi nhấn màu cho vùng tối để tăng thêm sắc độ. Giờ thì sáng tối nó sẽ tự tôn nhau lên, không có thằng nào bị dìm hàng hết. Ai nói vẽ màu nước khó thì bước ra đây nói chuyện nè. Tôi bước ra trước.